chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xò vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là hoa giấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xò vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng hoa ban. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xò vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng hoa anh túc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Mọi người ơi, đây màu cam của mình này, màu cam của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây màu cam của mình. Tiếp theo mình xong màu đỏ nha. Mọi người ơi, mình xong màu đỏ nha. Đây mình xong màu đỏ nha mọi người. Bây giờ mình chọn màu xanh nha mọi người. Mọi người mình chọn màu xanh nha. Giờ mình chọn màu xanh nha mọi người. Mọi người màu xanh của mình này, màu xanh của mình nha mọi người. Mọi người đây màu xanh của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu vàng nha. Mình sẽ màu vàng nha mọi người. Mọi người bây giờ mình sẽ màu vàng nhé. Sau màu vàng mình chọn màu hồng nha. Giờ mình chọn màu hồng nha mọi người. Mọi người mình chọn màu hồng nhé. Tiếp đến là màu tím, bây giờ là màu tím nha mọi người. Mọi người màu tím nha. Đây là sáu màu của mình, nha mọi người. Mọi người ở đây sáu màu của mình nha. Giờ mình xỏ màu xanh dương nha. Xỏ xanh dương nha mọi người. Mọi người mình xỏ xanh dương nhé. Mọi người ơi đây,
giờ mình xóa hạt tròn nha, mình xóa hạt tròn nha mọi người. Mọi người bây giờ mình xóa hạt tròn nha. Giờ mình kết vòng nha mọi người mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha. Kết vòng xong mình sẽ trang trí nốt và hoàn thành nha. Mọi người đây là vòng của mình này, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, mình chia sẻ và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, mình chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, mình chia sẻ và đăng ký kênh nha. Thank you.